Đoạn đường kênh Thầy Cai trước đây bị sạt lở và đã được gia cố vào năm 2019. Do ảnh hưởng của mưa nhiều trong những ngày vừa qua, đoạn đường này tiếp tục xuất hiện 5 đoạn sạt lở với chiều dài 172m, nâng tổng số đoạn sạt lở trên tuyến đường này hiện nay lên 8 đoạn và tổng chiều dài là 262m. Đoạn sạt lở không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đây là một trong những tuyến đường giao thông liên xã Mỹ An và xã An Thạnh Trung thuộc huyện Chợ Mới, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân liên xã. Hiện địa phương đã cấm biển cảnh báo và cấm các loại xe tải, xe ô tô, xe ba gác lưu thông qua đoạn đường này. Các ngành liên quan tiếp tục phối hợp với cơ quan cấp tỉnh khảo sát, đánh giá tình trạng để có phương án khắc phục.